Một cách làm để gia tăng năng lượng thu hút tiền bạc đến với mình, bạn có muốn thực hiện? Hãy cùng theo dõi cách thức đơn giản như sau. Ngay thời điểm này, bạn hãy dọn dẹp ngăn nắp nơi ở của bạn, phòng ngủ của bạn, ngôi nhà của bạn, văn phòng của bạn. Tại sao bạn cần phải làm việc này ngay bây giờ? Bởi vì tình trạng bừa bộn hiện đang có xung quanh là hình ảnh phản chiếu trong nội tâm của bạn. Tâm trí của bạn chứa đựng quá nhiều thứ ngổn ngang về những mối bận tâm tiền bạc, gia đình, công việc, khiến cho tâm trí chẳng còn chỗ để chứa những điều tốt đẹp khác. Đó có thể xem là một trong các nguyên nhân khiến dòng chảy tiền bạc của bạn bị tắc nghẽn. Cách sắp xếp dọn dẹp sự bừa bộn bên ngoài sẽ rất hữu ích cho tâm trí của bạn. Sự ngăn nắp mang lại sự tươi mới và tích cực cho cuộc sống. Khi sự tươi mới xuất hiện, thì những điều tích cực bắt đầu ngự trị trong cuộc sống của mình, bao gồm luôn cả tiền bạc. Ngay lúc này, hãy điểm danh xem những đồ dùng nào không còn phù hợp hay không thực sự cần thiết, thì bạn hãy mạnh dạn thanh lý hoặc vứt bỏ đi. Đừng cố chấp nắm giữ những thứ đã không còn hữu dụng với mình. Sự cố chấp đó chỉ là việc muốn chiếm hữu hơn là vì công dụng của nó. Hãy dọn dẹp chúng một cách gọn gàng nhất trong thời gian sớm nhất. Và việc này bạn cần làm định kỳ theo tháng để đón chào thêm các khoản tiền mới hay các mối quan hệ mới chất lượng hơn. Chúc bạn thành công!